Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi thân chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi trong tháng, cẩm nang vượng vận. Tháng 9 âm lịch này là một tháng đầy hứa hẹn đối với người tuổi thân nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều có bước tiến triển tích cực cốt là bạn luôn chủ động xông xáo càng nhiệt tình với công việc bao nhiêu càng thu được thành quả rực rỡ bấy nhiêu dưới sự phù trợ của tam hợp sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh thậm chí làm quen được với quý nhân và được quý nhân giúp đỡ tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch khuyên bản mệnh hãy luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay được tới cái đích mà mình đã đặt ra từ trước. Trên phương diện tài lộc, có thể tháng này sẽ là một tháng khá vất vả với bạn. Bạn sẽ phải chạy đi chạy lại lo toan nhiều việc, thậm chí có những lúc tưởng chừng như ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, có dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh càng vất vả, sông sáo thì thu hoạch lại càng lớn bạn thậm chí làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do tam hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có động lực cố gắng mỗi ngày tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch về sự nghiệp. Cục diện tam hợp chắc hẳn sẽ đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi thân. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn, đừng vội hài lòng với những gì mà mình đang có. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt xa khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bản mệnh trong tháng 9 âm lịch bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Dịch mã cho thấy bạn càng cố gắng, bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng vang dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế các tinh nguyệt mã đem lại may mắn cho bạn, dù bạn đang làm trong bất cứ ngành nghề nào. Nếu đi theo con đường học hành, nghiên cứu thì bản mệnh giỏi nhiều môn, nếu là công chức thì phụ trách được nhiều lĩnh vực, được cất trên tin tưởng, nếu là nội trợ thì đảm đang, quán xuyến được việc nhà. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch về tài lộc. Con đường tài lộc của người tuổi thân trở nên vô cùng rực rỡ trong tháng 9 năm 2021 âm lịch này các mối quan hệ xã giao hài hòa đem tới cho bạn nhiều cơ hội bứt phá việc mở rộng quy mô kinh doanh hay mạng lưới khách hàng cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn thời điểm này bản mệnh cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó tất nhiên quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả buôn ba thậm chí chịu sự cạnh tranh của đối thủ tuy nhiên hãy kiên cường tự tin vào bản lĩnh của mình bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Quý nhân xuất hiện trong tháng 9 âm lịch này cũng sẽ giúp bạn gặt được nhiều điều thuận lợi hơn khi chinh phục đỉnh cao. Bạn có thể học hỏi thêm được nhiều điều hay từ đối phương, thậm chí sẽ tìm được phương hướng mới cho con đường phát triển sau này tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch về tình duyên. Xem tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch, chuyện tình duyên của người tuổi thân có những biến chuyển tích cực. Dù là người đã có đôi có cặp hay người còn độc thân thì bạn cũng có cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tam hội phù trợ giúp bạn nhanh chóng mở rộng được mối quan hệ của mình và nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa xôi hơn, quan hệ lứa đôi ấm lên nhanh chóng. Nguyệt mã giúp bạn thể hiện được những điểm mạnh của mình. Ai cũng có thể nhận thấy rằng bạn là người tài hoa, nhanh nhẹn, tháo vát nên muốn tiếp xúc với bạn, gần gũi hơn với bạn. Dù đôi bên không thể tiến tới quan hệ tình cảm thì cũng có thể trở thành bạn bè, thậm chí người đồng chí hướng, cổ vũ nhau trên những phương diện khác của cuộc sống với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi thân âm lịch về sức khỏe có thể thấy rằng tháng 9 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi thân bởi bạn phải buôn ba, cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dịch mã khuyên bạn khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường cần phải tuân thủ luật đường bộ, chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi để tránh vướng phải những sự cố không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân. 1 bính thân, thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Mậu thân, thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, xông sáo làm việc, không ngại vất vả thì sẽ gặt hái thành công. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 3. Canh thân, thuộc mệnh mộc nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết đào hoa rực rỡ, được nhiều người quan tâm, yêu mến. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Nhâm thân, thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi lao động chân tay hoặc máy móc. Quý nhân, tị, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ màu sắc may mắn đen đỏ năm giáp thân thuộc mệnh thủy nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết gia đình êm ấm các thành viên luôn quan tâm chăm sóc nhau quý nhân hợi ngọ tiểu nhân mùi tý màu sắc may mắn đen vàng cảm ơn các bạn đã theo dõi video